Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, nhất là các ngoại ha và các mẹ FC xanh đột chuối, vì các ngoại cũng lớn tuổi rồi nhưng mà các ngoại thì không quản đường xá xa xôi hay là những cái show mà tận miền Nam, các ngoại ở miền Bắc vẫn đi vào, hoặc là những cái show ở Đà Nẵng, ở Hà Nội, các ngoại ở trong miền Nam, ở miền Tây vẫn lẫn lội đi xem cháu của mình ha. Đó là một cái tình thương bao la mà khó có ca sĩ trẻ nào được như vậy. Bởi một cái tình thương ấp ủ từ bao lâu, một cái tình thương mà phải nói là ngút ngàn từ trong trái tim chân thật của từng người một. Cho đến những người nhạc sĩ cũng vậy nữa, họ đến với Hồ Văn Cường như là một người trong gia đình. Một người bác, một người thầy, một người chú, một người anh. Danh ca Ngọc Sơn là điển hình. Đến với lại Hồ Văn Cường, mở rộng vòng tay nhân ái, với tình thân yêu bao la dạy cho cháu từng ly từng chút một, từng cách ứng xử đời, để cho cháu được có như ngày hôm nay và được nhiều người yêu mến. Một danh ca mà lại chúng ta phải nói rằng là trong cái lúc mà Cường ở bên bờ vực thẳm thì Ngọc Sơn đã đến với lại Hồ Văn Cường, trong khi đó rất nhiều người, mình không dám nói là mảnh mặt làm ngơ, những nhỏ họ không dám bước tới, tại vì trong showbiz thì nó bày nhầy lắm, các bạn cũng biết rằng nó xô bồ lắm và nó nhiều cái tiếng thị phi lắm, nhưng anh ba Ngọc Sơn không quản ngại gì cái điều đó, vẫn bước đến và nắm tay Cường đứng dậy để có được Hồ Văn Cường như ngày hôm nay. Sau đó tới Sơn Hà, một ca nhạc sĩ trẻ được nhiều người trong cái thế hệ trẻ này biết đến, và có những nhạc phẩm rất được nhiều người yêu mến, như là anh Ba Khía mà đang trường hay đi hát ở khắp mọi nơi, nhất là ở hải ngoại. Và đâu đó mỗi lần mà tôi đi thỉnh thoảng tôi cũng làm MC chơi cho vui, thì không phải là chuyên nghiệp, phải không các bạn ha? Tại vì đó không phải là một cái nghề chuyên nghiệp của mình, nhưng mà có nhiều khán giả họ thích, hoặc là một số bạn bè thích thì họ cho mình làm MC cho vui. Thì đâu đó tôi cũng nghe người ta hát cái bài mà anh Ba Khía rất nhiều lắm, nó cũng giúp vui trong cái văn nghệ. Rồi có những ca sĩ ở bên đây người ta cũng biết Sơn Hà nữa, như là nhạc sĩ ca sĩ Duy Trường của Trung tâm Thiên Nga cũng có đặt bài của Sơn Hà, và có những bài rất dễ đi lòng người, nhất là những cái bolero dân ca. Rồi gần đây nhất thì Nguyễn Minh Cường, người cha đẻ của Hoa Nở Không Màu, Đừng Buồn Chi Em Ơi, gây một ấn tượng rất sâu sắc cho người ca lẫn cả người nghe qua những nhạc phẩm của Nguyễn Minh Cường. Hôm nay tại California thì là ngày năm Tây, chiều tối năm Tây, các bạn cũng nhìn lên đồng hồ, các bạn cũng đã biết mấy giờ rồi ha, cũng gần 8 giờ tối rồi, mình mới vừa đi làm về, chưa kịp gì hết là lên đây để trò chuyện với các bạn. Rồi ủa, quên gắn cái dây điện thoại vô rồi. Bây giờ mình nói âm thanh ở dưới nghe hết âm thanh nhà bếp á, không sao. Nãy mình đã gắn cái đầu này vô rồi, nhưng mà không có gắn cái này vô cái điện thoại, tại vì để nó không có nhiễu loạn âm thanh đó các bạn. Nhưng mà lỡ quên gắn này thôi, nói chuyện luôn đi, tại nãy giờ cũng hết, cũng đi sâu vào trong vấn đề rồi. Và thật sự là Nguyễn Minh Cường là một nhạc sĩ trẻ mà để lại rất nhiều bài nhạc mà nó có ấn tượng lắm, không giống ai. Một cái lyrics và cái những cái nhạc phẩm của Hồ Minh Cường á, nó tạo nên một cái tư duy nó lạ lắm, làm cho người ta nghe và thấu được những cái bài nhạc đó, nghe là biết liền, nghe là nó đau. Ví dụ và những bản mà thất tình đi chia tay xa nhau là đau tới tận tâm can mình liền. Nhưng nó không chỉ là một cái bài tân, nhưng mà trong đó có những cái câu nó rất là cổ điển, vừa tân vừa cổ pha lẫn với nhau để tạo nên một cái tiếng vang dội Nguyễn Minh Cường.
Vâng, thì bữa nay thì ở bên đây là năm tây tháng tư à, ngày mai ở Việt Nam thì ở là 6 tây rồi. Ở Việt Nam bây giờ 8 giờ, Việt Nam là 10 giờ sáng rồi. Thì chúng ta sắp sửa có cái bài cung đàn thương nhớ các bạn ha. Cung đàn thương nhớ này ở trên mạng xã hội các bạn mà đánh vào thì cung đàn thương nhớ nó cũng có cung đàn thương nhớ mà của ngày xưa Phượng Mai, nữ nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng hát. Cái đó thì khác, là ra một cái điệu nhạc của Trung Quốc. Còn này cung đàn thương nhớ vừa nó có một chút xíu dân ca, nó có một chút xíu tân chút xíu. Đại khái Nguyễn Minh Cường cũng có nói nó pha lẫn chút này chút kia để cho cái giai điệu nó không bị nhàm chán. Tại vì Cường cứ hát ngoài dân ca hoài thì tại vì cái thế mạnh của Hồ Văn Cường là dân ca, nhưng không phải là chúng ta cứ phải hát dân ca hoài phải không các bạn? Chúng ta cũng phải có bolero trữ tình, rồi chúng ta cũng phải có nhạc trẻ chim vào trong đó. Không không phải là mình muốn thu hút những người mà yêu mới nhạc trẻ, những đồng trang lứa với Hồ Văn Cường, không phải là như vậy, mà chúng ta phải thử sức mình với những loại nhạc khác nhau. Rồi để chúng ta đúc kết lại là con đường nào chúng ta nên đi cho sau này, hoặc là trước mắt. Nhưng dĩ nhiên là Hồ Văn Cường sẽ không bao giờ bỏ cái giai điệu dân ca đâu, tại vì cái giọng của cậu ấy là cái giọng trời phú cho cái dân ca Nam Bộ mà. Vâng, tờ báo Sa Sa đã có viết về Hồ Văn Cường. Thì hôm nay mình cũng sẽ xin chia sẻ đến các bạn nha. Hồ Văn Cường ấn định ngày quan trọng, người hâm mộ mừng rỡ. Tại sao người hâm mộ mừng rỡ? Tại vì ai cũng biết là cái này là MV ca nhạc, mà không phải là MV nó ra ngoài giống như là Người ơi đừng bỏ quê, mà như cái này loại này là khác các bạn ha. Gần đây thì bài đăng của Hồ Văn Cường được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Trước đó nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường từng chia sẻ rằng anh và Hồ Văn Cường sẽ thực hiện một sản phẩm âm nhạc chung với nhau và sẽ được thả xích, mở ngoặc và đóng ngoặc, cái chữ thả xích đó, trong một thời gian ngắn sắp tới. Cậu trai trẻ của mình, của chúng ta, của ngôi nhà FC Xanh Đọt Chuối, Hồ Văn Cường ấn định thời gian ra mắt sản phẩm mới. Trên trang fanspage, Hồ Văn Cường chính thức thông báo đến khán giả rằng MV lyric của ca khúc Cung đàn thương nhớ, sản phẩm âm nhạc đánh dấu cái cú bắt tay, ngàn cái cú bắt tay đầu tiên của giọng ca trẻ này với lại nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Cường sẽ được ra mắt khán giả vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 4 sắp tới, là tới đây là ngày ngày mai ở ở Mỹ đây, ngày mai, còn các bạn ở Việt Nam á, thì đã là 6 tây rồi, bây giờ là 10 giờ sáng. Thì để coi cái 8 giờ tối hả? Thì còn khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa. Khoảng 10 tiếng đồng hồ, 8 bây giờ 10 giờ. Đúng rồi. Còn khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa thì các bạn sẽ nghe được cung đàn thương nhớ. Nếu mà 8 giờ tối ở bên Việt Nam, 6 giờ sáng ở bên Mỹ. Mình cái thời gian Việt Nam với là Mỹ mình hay lẫn lộn các bạn. Lẫn lộn là tại vì trong cái thời gian này là cách 2 tiếng, nhưng mà mấy tháng sau là nó đổi giờ là cách 3 tiếng. Cách 3 tiếng có nghĩa là bên Mỹ ban đêm, bên Việt Nam ban ngày nha, chứ không phải là cách 3 tiếng ấy nha. Nếu tổng cộng lại phải nói cho nó rõ ràng hơn là cách 15 tiếng vào cái mùa kia, còn mùa này thì cách 14 tiếng. Ngoài ra cái trong cái tấm poster được đăng tải thì Hồ Văn Cường cũng hé lộ luôn tạo hình ảnh mình trong sản phẩm lần này, khiến người hâm mộ cực kỳ phấn khích. Cả giọng ca gốc Tiền Giang và nam nhạc sĩ đều xuất hiện với tạo hình cổ trang khá lạ mắt. Hồ Văn Cường nhận về nhiều lời khen vì vẻ ngoài một ngày một điển trai hơn. Vâng, cổ cò cong thì càng ngày càng điển trai hơn, với lại cái nụ cười mà giống như sảng khoái các bạn. Thì tôi hay chọc chơi cái hình ảnh vừa rồi là Hồ Văn Cường là vua mà ngang như cua vậy. Hỏi có cái gì lạ không?
Không có là chém ăn nhạc này. Còn tôi ví Nguyễn Minh Cường giống như là một thái giám vậy, cái bên đưa hai cái tay ra thưa hoàng thượng này kia nọ ha. Dạ có nhạc phẩm mới chứ không phải là một câu chuyện Tiểu Long, không phải là một câu chuyện 1001 đêm. Ông vua Hồ Văn Cường cười vậy được vậy là tha bổng, không có chém, ngang như cua không, vua mà ngang như cua vậy. Được biết cung đàn thương nhớ sẽ là một sản phẩm âm nhạc được phát hành dưới dạng MV lyric, chứ không phải là một MV quay hát như là những sản phẩm trước đó và mà Nguyễn Minh Cường từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác. Thông tin này được nam nhạc sĩ trực tiếp chia sẻ trên trang cá nhân. Xin thông báo chính thức với mọi người là sẽ không có MV quay hát, không có các bạn ha. Như thông thường, Cường nói trước như thế để mất công mọi người ngóng chờ rồi bị hụt hẫng. Nhưng mà cái gì? Và hứa sẽ là một món quà đặc biệt mang tên cung đàn thương nhớ, đủ mãn nhãn và mãn nhĩ dành cho mọi người ạ. Mình cùng chờ đến 6 Tây tháng 4 nhé mọi người, vào lúc 8 giờ. Hồ Văn Cường có bị áp lực khi hát sáng tác mới của Nguyễn Minh Cường hay không? Theo quý vị thì có hay không quý vị? Nếu mà các bạn là một ca sĩ đi, chuyên nghiệp hay là không chuyên nghiệp gì cũng vậy, tôi đang hỏi các bạn đó. Các bạn có bị áp lực khi mà được giao phó cho mình một cái bài hát mặc dù đã đo ni đóng dài rồi, nhưng đối với các bạn, tại sao cái bản mới này sẽ được phát hành ra? Thì nếu mà được nhiều người hưởng ứng thì không nói gì, nếu không được người hưởng ứng thì thế nào, phải không? Tôi không có nói là Hồ Văn Cường, tôi nói là các bạn thôi. Thì các bạn có bị áp lực hay không? Nhớ để lại những lời bình luận nha. Cách đây thì cũng ít ngày, nam nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã đăng tải trên kênh YouTube cá nhân trên cái tập vlog mới của mình đó, thì ghi lại cái quá trình một ngày làm việc hết năng suất từ sáng cho tới chiều tối luôn. Trong cái tập vlog đó thì nam nhạc sĩ đã khiến khán giả phấn khích khi có buổi thâu âm với lại con Hồ Văn Cường cho ca khúc mới mang tên Cung đàn thương nhớ. Nghe cái chữ cung đàn thương nhớ làm cho tôi nhớ lại những cái chuyện ngày xa xưa đó các bạn. Chúng ta khi mà ở bên Mỹ một thời gian, lấy nước Mỹ làm quê hương thứ hai, thì rất là buồn, chẳng hạn như là có những lúc mà trời mưa như mấy ngày hôm nay ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang mưa, ngoài đường vắng tanh, có những chiếc xe qua lại thưa thớt, rồi tiếng mưa làm cho chúng ta nhớ quê hương rất nhiều, nhất là nhớ người thân. Cho nên một cái khái niệm giống như là chúng ta một người hai quê gì đó, một cảnh hai quê, rồi những cái thời gian đã trôi qua rồi chúng ta lại hoài niệm lại quá khứ. Cho nên theo tôi thì cung đàn thương nhớ nó giống như là một cái tha hương hoài cổ vậy. Mình nhớ lại những cái gì đã trải qua trong cái cuộc đời của mình. Vâng, chúng ta tiếp tục theo bài báo các bạn ha. Hồ Văn Cường ghi điểm trong mắt khán giả với vẻ ngoài sức giản dị cùng tác phong làm việc nghiêm túc rất đúng giờ, nam ca sĩ luôn tiếp thu những đóng góp, ý kiến nhận xét của Nguyễn Minh Cường cũng như là producer để giúp cho bản thu âm được trọn vẹn và hoàn chỉnh có thể. Có nhiều ca sĩ mà cái được vài ba năm rồi các bạn, cái họ thấy họ nổi tiếng rồi, cái họ làm chảnh làm chọe, giống như ta đây là ngôi sao, bất cần producer, bất cần cái người quản lý, bất cần cái nhạc sĩ, bất cần này kia nọ, nhiều khi họ nạt nộ lại. Nhưng cháu Cường thì từ bao lâu nay đi hát thì chúng ta không bao giờ nghe có chuyện đó xảy ra. Đối với người già và luôn cả những trẻ em nhỏ tuổi của mình thì kính trên nhường dưới, tôi cũng vẫn còn cái hình ảnh mà cháu lấy miếng bánh cho nghệ sĩ Phi Điểu trong cái khi thi mà chung kết đó các bạn, trong lúc mọi người chúc mừng cháu, nhưng mà cháu thì thấy nghệ sĩ Phi Điểu ngồi trong một góc trong phòng quay thì lấy miếng bánh mời
bà Năm. Tại lúc đó bà Phi Địa đóng vai bà Năm, mời bà ăn và cảm ơn bà đã giúp Cường trong cái phần thi vừa rồi. Từng câu liên lai bỏ nhỏ mà Hồ Văn Cường thể hiện trong bài hát đều được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chỉ dẫn đầy tận tâm. Sau khi hoàn thành thu âm cho ca khúc, Hồ Văn Cường cho biết bớt đi phần nào gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm đó bạn, khiến cho Minh Cường phải bật cười thắc mắc vì sao nam ca sĩ trẻ gọi là gánh nặng chấm hỏi. Chúng ta sẽ biết đây, giọng ca gốc Tiền Giang giải thích vì lần trước con chỉ hát với guitar thôi, còn lần này bản phối khác với màu nhạc mà con hay hát nên hơi áp lực một chút xíu. Sau khi hát xong cũng bớt đi phần nào, giống như là trút bớt cái gánh nặng đấy các bạn. Nhân tiện đây thì mình cũng thấy cái chỗ của nơi cháu sinh ra Gò Công đó các bạn. Trong những vài tuần và vừa rồi, vài ngày vừa rồi thì chỗ Gò Đông Tây, gọi là Gò Công Đông đó các bạn, hạn hán, đất thì nứt nẻ, mấy con mưa, mấy con gạch thì khô hết trơn à. Rồi chỗ đó đây, thiếu nước trầm trọng luôn. Phải chi mà có bà Nguyễn Phương Hằng hay ông Huỳnh Quy Dũng ha, thì dân miền Tây cũng có thể có nước sạch để uống. Tại vì tôi nhớ ngày xưa là ông Huỳnh Quy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng hay giúp người dân miền Tây của mình có nước sạch, đem về những cái nhà máy lọc nước hay là những cái nước sạch đem về cho Bến Tre trước này, rồi có những cái chỗ khác nữa. Và ngày xưa bà Nguyễn Phương Hằng cũng lên tiếng giúp đỡ cho Hồ Văn Cường. Chẳng hạn như là tôi nhớ có lần bà ta lên trên livestream và thấy nhiều người tấn công Hồ Văn Cường quá. Lúc đó có những người mà phía bên kia đó các bạn, họ tấn công Hồ Văn Cường thì bà Nguyễn Phương Hằng có nói một câu: tụi bay mà phong sát Hồ Văn Cường là tao cho người phong sát tụi bay lại. Không phải là cho người mà tao phong sát tụi bay lại. Câu đó đúng rồi. Tụi bay mà phong sát Hồ Văn Cường là tao phong sát tụi bay lại. Có những cái tiếng nói mà bà ta cũng dành cho Hồ Văn Cường rất là cắt cánh có các bạn, như là bên vực một đứa trẻ. Hồ Văn Cường tiết lộ rằng, tiết lộ gì các bạn? Để coi coi cái này nó cứ nhảy lên nhảy xuống hoài. Xin lỗi quý vị nha, chờ chút xíu. Hồ Văn Cường tiết lộ rằng khi nhận được ca khúc Cung Đàn Thương Nhớ từ nam nhạc sĩ, anh chàng có chút bất ngờ bày tỏ khi chú gửi nhạc cho con là con phải hỏi chú liền. Hỏi cái gì vậy quý vị? Vì con thấy thể loại này hơi hướng hiện đại một chút xíu, pha chút cổ trang vào một chút xíu. Nam ca sĩ cho biết khi nghe bản phối của bài hát này, Hồ Văn Cường cảm thấy rất yêu thích cái bản nhạc này. Đó cũng giống như là vừa cổ cũng có, rồi vừa hiện đại cũng có, cho nên mình hay nói câu cái câu là tha hương hoài cổ đó các bạn. Thì sau khi nghe Hồ Văn Cường nói thì Nguyễn Minh Cường tiếp lời đặt em là chú muốn con có một sự mới mẻ hơn. Tại vì nếu như mình là một bài hát nó chỉ mang âm hưởng dân ca bình thường thì chú nghĩ rằng cái bản mà acoustic hôm rồi thì hát rất ok, như là hát cùng với cái đờn thôi đó các bạn. Nhưng bây giờ mình phải làm lại một bản khác để gửi tặng cho khán giả. Để coi mình có những cái bình luận nào mà mình chưa đọc trong cái clip vừa rồi nói về Hồ Văn Cường không hả nha. Vâng, cái này là hôm qua. Để xem các bạn ha. Đây Hồng Cao, chị Hồng Cao có nói rằng là cả nhà chờ Úc Cường học xong đại học, lúc đó con sẽ tham gia nhiều chương trình, ra nhiều MV mới để phục vụ cho bà con và khán giả. Nhiều giống như nhạc của Hồ Văn Cường, không để khán giả và những người
yêu thương, con thất vọng và chờ đợi con. Chờ đợi và là hạnh phúc không các bạn nam? Vâng, trong lúc này thì nhiều người nói, ủa, họ mong Cường có những cái MV nè, rồi mong Cường đi hát, rồi tháng 4 này thì không có show nào hết. Tại vì con cũng phải bận đi học. Khi mà con nhận show, cũng phải đắn đo là việc học hành là đi đầu. Bây giờ là việc học đi đầu trước cái hạt. Còn chuyện ca hát thì dĩ nhiên nó cũng quan trọng, nhưng mà không có quan trọng bằng cái chuyện học hành. Đối với mình là như vậy. Nếu mà con học xong rồi á, lấy cái bằng đại học rồi á, thì con sẽ tiếp tục con đường ca hát nhiều hơn, rồi có thời gian nhiều hơn cho những cái sản phẩm của mình cũng như là đi show nhiều hơn. Bạn Lành Ngô hả? Cảm ơn Cali Sài Gòn đã quan tâm yêu thương cháu Cường. Chúc cho Cali Sài Gòn luôn được nhiều mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Và chúc đó là lời chúc mà mình thích nhất các bạn. Không cầu danh lợi, không cầu tiền tài gì nhiều mà chỉ cần mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc là được rồi. Nguyễn Bích, Cali Sài Gòn nói rất hay, rất yêu thương và ủng hộ cháu Hồ Văn Cường. Vâng, mình cũng giống như chị cũng đồng hành với tất cả các mẹ và các ngoại. FC Xanh Đọt Chuối đồng hành yêu thương cháu Hồ Văn Cường. Chị Hồng Cao có biết tiếp, tại vì mình đọc từ trên xuống dưới đó các bạn. Chào anh Cali Sài Gòn, chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Anh chia sẻ về ca sĩ Hồ Văn Cường rất chính xác. Mình nghe nhạc Úc Cường chỉ khi rảnh và thư giãn, không ồn ào, nghe rất hay, nghe cảm xúc dâng trào luôn đó anh Cali ơi. Vâng, đúng rồi chị. Tâm Mai hả? Chào anh Cali Sài Gòn, chúc anh nhiều sức khỏe, luôn theo dõi lan tỏa yêu thương cho con trai Hồ Văn Cường và gia đình Xanh Đọt Chuối, hóng dự án mới của con. Chúc con thành công rực rỡ. Nguyễn Anh, luôn ủng hộ kênh anh Sài Gòn, chúc anh nhiều sức khỏe. Ủng hộ mà có đăng ký kênh mình chưa, cho mình con tay chưa? Trần Xuân, chào anh Cali Sài Gòn, kênh của anh rất hay, luôn yêu thương cháu Cường. Thật là tình cảm, anh đưa tin nhanh và thực tế, mong anh lúc nào cũng sát cánh bên bé Cường. Vâng, mình cũng giống như là anh hoặc chị, tại vì tên Xuân cũng có thể là con trai, cũng phải là con gái, nhưng đa phần thì là con gái. Cũng yêu thương cháu Hồ Văn Cường cũng như anh chị vậy đó. Bạn Phương Giác, KKK, trời ơi, chui chân vô là cười rồi. KKK, ông này mê Cường lắm nè, nên mê luôn cả màu xanh Đọt Chuối. Đúng rồi, đây các bạn thấy không, buổi chiều rồi mình làm cái clip á, là mình ngồi ở ngoài một cái sân á các bạn, rồi cái mình bằng cái áo màu xanh Đọt Chuối nè, rồi các bạn có biết cái gì không, có cái ghế nè, cái ghế này mình cũng có cái màu xanh Đọt Chuối nữa nè. Áo màu xanh, cái ghế ngồi cũng màu xanh luôn. Đúng rồi anh, mình có mấy cái bữa hổm mình quên đem về Việt Nam, để lần sau mình đem về Việt Nam mấy cái này nữa, để mình đem ra cho các bạn xem ha. Các bạn biết cái gì không? Cái này bữa hổm mình mua nhiều lắm á mà mình quên đem về. Cái này là cái 94 luôn á, bài 95, KN 95 luôn các bạn. Nè. Đẹp trai dữ chưa? Người dài ba cái cũng được hai các bạn ha. Đem bịch này về cái phát người dài ba cái. Đó. Đi làm việc chỗ nào cũng được á, chỗ nào bụi bặm á. Mình đã đúng không ta? Hay là bên đây? Khẩu trang. Lúc trước mình mua nhiều cái thứ ở trong nhà, có nhiều cái thứ màu xanh lắm đó các bạn. À,
À, nguyên một bọc này luôn nè. Nó lấy ra từng khúng như thế này đây. Rồi, ok, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ một clip nói về cháu Hồ Văn Cường và cúng đàn thương nhớ. Ở Việt Nam thì 8 giờ tối, còn mình thì 6 giờ sáng ngày mai nha. Rồi, chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Nếu thấy thông tin hữu ích thì làm sao? Cho mình một ngón tay chứa, rồi xong xuống bấm cái chuông, rồi đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào, bye bye!